Đây món cao lầu mới hấp đó cả nhà. Và hôm nay mình cũng mình làm cái món cao lầu Hội An quen thuộc mà mình có đăng một cái clip ở trên rồi ha cả nhà. Biết muốn biết cách nấu thì xem cái clip đó ha cả nhà. Rồi hôm nay mình đứng mình quay phim để Kim Phạm nấu cho cả nhà mình coi ha, tô cao lầu ha. Đây đây là thịt xíu ha, đã mình đã xíu rồi đó cả nhà. Rồi sau khi mình bỏ thịt mình bỏ miếng giá vào, giá này mình đã trụng sẵn nữa nha, trụng sơ sơ thôi, còn đây là hành ngò. Thì món cao lầu này mình ăn gồm có nước giấm đó nha, đó mình cho nước giấm trắng vào thôi ha. Ăn theo kiểu Hội An đó nha. Rồi và nãy mình có làm nước dùng cao lầu hết cả nhà, mình cho một muỗng nước dùng vào thôi, nó rất là ngon. Nước dùng mình gồm có xương và nước thịt xíu cả nhà, và xong mình bỏ chút miếng ớt bột. Đó, tô cao lầu có kết là ăn vậy đó cả nhà. Rồi đó là đã hoàn thành một tô cao lầu ha nha. À, và cái này mình ăn với lại rau tần ô và bánh tráng rất là ngon ạ. Rồi mời cả nhà mình cùng dùng nhé. Rồi và đây là rau tần ô ha. Để cả nhà mình để Kim Phạm trộn nó coi có ngon không ạ. Đó. Cái này mà mình ăn nó bị lạc các nhà, tại nước dùng nó rất là lạc và nó còn ngọt thôi. Thì mình bỏ thêm nước tương ha cả nhà. Rồi đây cảm ơn cả nhà đã đón xem và rồi, thank you cả nhà rất là nhiều, chúc sức khỏe cả nhà mình nhé. Hồi nãy mình quên bỏ cái bánh dầu giòn này vô nữa hả cả nhà. Đó, cái bánh này mới đặc biệt này, nó có mùi thơm đặc trưng của cao lầu. Cái bánh này là bánh cao lầu người ta cắt ra đó, mình chiên giòn lên nó rất là ngon hả cả nhà. Đó.